That's why, yes. It's all pituitary glands, right? Yes. Yeah, the second one. These glands controls how quickly the body uses the energies and make proteins. Thyroid gland. That's right. Yes. It's a thyroid glands, right? This one. This glands regulates sleep cycles. What is it? Pineal gland. That's right, yes. Pineal glands, right? Another one. These glands produce adrenaline. Adrenaline gland. Right? Adrenal gland. Right. It's a adrenal glands. Next one. These work together to form the endocrine system and controls many bodily functions. These work together to form the endocrine system and controls many bodily functions. Hypothalamus. No, it's not that one. Hormone. Gland. Yes, that's it. They are glands, yes. So they work together, yes, to make up the endocrine system, right? And they also controls many bodily functions. So they are, yes, glands, yeah, or endocrine glands. Next. A synonym verb. Yeah. To emit a substance in order to perform a bodily function. Secret. Right, yeah. That is a secret, yeah. To secret something, yes. It means to send out something. Send out something or to emit, yeah, to emit something, right? Nó đồng nghĩa với cái động từ gì đấy? À, secret, right? To emit a substance in order to perform a bodily function, right? Tiết ra một chất gì đó để gì đấy? À, để thực hiện một cái chức năng, nhờ một cái chức năng nào đó của cơ thể, right? A substance that helps the body react to a sudden threat or stress. Hormones. Right? Hormones. Is that right? No. It's a, yes, adrenaline. Sudden threat or stress. Yes. Adrenaline, yeah, we help the body respond to or to react to, yeah. Sudden threat or stress, yeah. So that is, yeah, adrenaline. The part of the brain that connects the nervous system with the endocrine system.
Đấy, đúng là hypothalamus. That's yes. That's right. It means hypothalamus. Yeah, hypothalamus. Yeah. It's a part of the brain. Yes, that connect. Yes, connect something with something. Yes, kết nối cái gì với cái gì đúng chưa? Yes, that connects the nervous system with the endocrine system. Yeah. Hệ thần kinh với cả gì đấy? Hệ nội tiết. Nice. Liên kết, kết nối. That is hypothalamus. A bodily system that uses hormones to regulate the body's functions. What is this? Endocrine system. Right. Yes, that's right. Yeah. Endocrine system. Right. It's a system. Yeah. Or it's a bodily system that uses hormones to regulate. Yeah. Or to control. Yeah. The body or bodily functions. Right. That is endocrine system. Yes. And a hormones that controls the day and night cycles of the body. Melatonin. Yes. Melatonin. Yes, that is a melatonin, right? Melatonin, yeah. Which glands produce melatonin? Which glands produce melatonin? Pineal. Yes, pineal body or pineal glands, right? And melatonin is a kind of hormones that controls sleep-wake cycle of the body or the day and night cycles of the body, right? So that is a melatonin, right? One more questions. A chemical is released by one part of the body that sends out messages which affects other parts of the body. Hormone. Messages, yeah, it's right. Yeah. It's hormones, right? Hormones. Right. So hormones is a chemical, that is released by one part of the body, send out messages, and it's also affect the other parts of the body. Yeah. So it is a hormones, right? Fascist, So we have to review some new vocabularies that we learned yesterday about the endocrine system. So back to unit four, unit five. Quay trở lại với bài 5 nhá, mình sẽ chữa cho các bạn cái phần vocabularies 3 và 4. Mình yêu cầu các bạn về nhà làm nhé.
Yeah. So look at part three. Vocabulary match the words with the definition. Number one, gland. One D, right? Gland is a bodily organs that creates a substance and release it often into the bloodstream, right? So one go with D, right? Creates, yeah, mình có động từ creates, yeah. Khi mà mình giải thích nhờ, mình giải thích về một nhờ, một cái định nghĩa nào đó đúng chưa? Nhờ, mình thường sử dụng các cái gì đây? Yeah. That này, yes. With này, who này, where này, yes. Mình gọi là đại từ gì đấy? Đại từ liên hệ đúng chưa? Yes. Đại từ liên hệ. Ví dụ như là gì đấy? Giải thích là gì đấy? Nurse chẳng hạn đúng chưa? Nurse, right? Y tá là gì? Right? So a nurse, yeah, is a medical professional, yeah, who takes care, yeah. Yeah, bác sĩ nghi là gì chẳng hạn đúng chưa? Pediatrics, yeah. Pediatrics là gì? Giải thích định nghĩa về cái bác sĩ nhi thế nào? Pediatrics. So who is pediatrics? Yeah. Pediatrics is a, yeah, is a doctor, yeah, is a doctor who, yeah, right, who treats, yeah, who treats children's disease, right, so pediatrist, yeah, is a doctor who treats children's disease, right. Vậy thì tương tự ở đây, yeah, mình thấy là gì đấy? Glands, yeah. Glands is a bodily organs, right? Tự nhiên nó phải là một bộ phận, là một cái cơ quan của cơ thể rồi đúng chưa? It's a bodily organs that, yeah, that mà, right? Creates a substance and release it often into the bloodstream, right? Tạo ra một chất, yeah, và gì đấy? Yeah. Release it into bloodstream, yeah. Number two, secret. Yeah, secrets. Yeah, go with C. C. Yeah. It means to emit a substance in order to perform some bodily function, right? Bodily function. Bodily này là tính từ nhé. Yeah, tính từ thuộc về cơ thể, có liên quan đến cơ thể, right? So, bodily functions. Còn nếu không thì bạn thì dùng là gì đấy? Bodies, bạn sử dụng sở hữu cách đó. Bodies function. Còn nếu không bạn dùng tính từ ở đây thì bạn nói là gì đấy? Bodily functions. To emit, yes, to emit đồng nghĩa với gì đấy? To secret, đấy. Tiết ra, đúng chưa? Emit a substance in order to perform, yeah. Mình có động từ perform, yeah. Perform là gì? Thực hiện. Yes. Perform. Perform, yes. Or to carry it out. To perform or to carry it out. Thực hiện hoặc tiến hành, yes. Or for example, yeah. Performed an operation, yeah. To perform an operation. To perform an operation, yes, thực hiện một ca mổ, right? Thực hiện một ca mổ. Or to carry it out, yes, an operation. To perform a task, yes, thực hiện một nhiệm vụ, yes. Or to perform, or to carry out a task, yeah, to carry out a duty, yes.
right? Or to perform a medical procedure, yeah. Thực hiện một cái thủ thuật nào đó, đúng chưa? Yeah. Bạn có thể dùng một trong hai động từ này. Yeah. Bạn dùng perform cũng được, bạn dùng carry out cũng được, right? For example, performed a medical procedure. Yeah. Performed a medical procedure. Yeah. Thực hiện một thủ thuật. Yeah. Number three, hypothalamus. Yes, go with hypothalamus. Number three, I. The part of the brain that connects the nervous system with the endocrine system. Right. Number four, adrenaline. E. Yes, adrenaline. Go with E. Right. A substance that helps the body react to a sudden threat or stress, giúp cơ thể làm sao đấy, phản ứng lại, với stress, hoặc là những cái gì đấy, cái cái nỗi sợ nó đến bất ngờ ấy, sự đe dọa, bất ngờ, sudden, threat. Number five, hormones. B. Yes, go with B, right? A chemical released by one part of the body that sends out messages with which affect other parts of the body. Okay, that's good. Yeah. Cái quan trọng là gì đấy? Khi các bạn với tiếng Anh các bạn phải đọc được ra. Phát âm, khi mình mà phát âm tròn vành rõ chữ rồi, đúng chưa? Thì mình sẽ nhớ từ rất là nhanh. Còn khi mà mình phát âm sai, lần sau cái phát âm sai này đúng thật là nó rất gây ảnh hưởng. Các bạn không nghe được, các bạn không nghe được. Và khi các bạn nói thì sao đấy? Các bạn nói thì sẽ dẫn đến là miscommunication, hiểu lầm, hiểu sai trong cái quá trình giao tiếp, nếu như phát âm sai. Right. So next part. Yes, look at part four. Read the sentence fair and choose where the words best fits the blank. Yes, number one, we have the melatonin, or endocrine system. Yes, how about 1A? 1A, các bạn chọn endocrine. Yes, the endocrine system controls many more bodily functions than. Recording in progress. Right. So of course 1B mình sẽ dùng là gì đấy? Melatonin rồi. He is not producing enough melatonin to control his daily sleep cycle. Right. So melatonin, yes. Produce enough melatonin, sản sinh ra đủ cái lượng melatonin, or not produce enough melatonin, không sản sinh ra đủ. To control his daily sleep cycle. Yes. Number two, pineal, body or thyroid glands. Yeah. Number two, A. Các bạn chọn từ nào? Thyroid glands. Yeah. Did you know the thyroid glands is in the neck, right? And number two, B, the pineal body has control sleep patterns. Right. The pineal body health controls sleep patterns. Yeah, sleep patterns. Yeah, nghĩa là cái kiểu hoặc là cái loại kiểu hoặc là loại. Right. Patterns. Number three. Adrenal
glands or pituitary glands. Yeah. Number two, three eye. You have an adrenal gland above each kidney. Right. Yes. You have. Yeah. Ở đây các bạn dùng ơ hay là ân? An adrenal glands above each kidney, right? And number 3B, the pituitary gland produces a hormone that helps children grow, right? The pituitary glands produce a hormone, yes, that helps children grow, right? Thế đây nó sử dụng gì đấy? À, cũng đại từ liên hệ. Yes. Để giải nghĩa cho cái gì đấy? Cái danh từ đứng gần nó nhất, đúng chưa? Yes. A hormones này là gì, đúng chưa? Yes. A hormones that help children grow. Yeah. Giúp gì đấy? À, trẻ con nó tăng trưởng. Yes. Và các bạn lưu ý hai câu hỏi. Yes. Ở trong phần get ready. Right. Một trong hai câu này có thể xuất hiện ở trong phần thi the speaking test, right? Trong phần thi nói, yes. What does the endocrine system do? Yeah. And what are some important parts of the endocrine system? Với câu số 1, yes, bạn phải nói được một số cái gì? Cái gọi là gì đấy? The basic functions of the endocrine system, right? Với còn câu số 2, yes. Câu số 2 này thì mình không chỉ liệt kê ra mà mình phải nói cụ thể về cái đặc điểm của nó, right? Cụ thể về đặc điểm, ví dụ như là gì đấy? Pituitary, yes, có đặc điểm gì? Yes. Nó nằm ở đâu? Yes. Where is it located? Nó nằm ở đâu? Yes. And its functions, yes. Đặc điểm của nó là gì? Đấy. Chứ còn nếu bạn chỉ liệt kê ra là gì đấy? À, nếu với cái câu là gì? What are some important parts of the endocrine system? Bạn chỉ liệt kê là gì đấy? Pituitary glands, yeah. Thyroid glands, yeah. Pineal body hay là adrenal glands, yeah. So, yes. It seems, yes, too short, yeah. Nếu như thế thì sẽ là câu trả lời quá ngắn, trong khi các bạn sẽ có thời gian là gì đấy? Yes. Ít nhất các bạn phải nói câu này trong khoảng từ 1 đến 2 phút, yeah, đến 2 phút. Right. Okay. Yes. Và cái dạng bài thứ hai mà các bạn để ý nữa là cái phần bài nghe của các bạn, yeah. Phần bài nghe. Phần bài nghe này nó có liên quan đến một cái phần, đến một cái phần cái format, trong format của bài thi nó có một cái dạng đấy là cái dạng bài response, responding answer, nghĩa là đưa ra một cái câu hội thoại như thế này, thì bạn sẽ chọn câu trả lời nào tương ứng với cái câu hội thoại đó, đúng chưa? Đấy, ví dụ như ở trong mình lấy ví dụ như ở cái bài số 7 này nó có cái câu là gì đấy? Yes. What? Yes. What gì đây? Yes. What are his symptoms? Chẳng hạn. Yeah. What are his symptoms? Yeah. Câu hỏi là what are his symptoms? Yeah. Và người ta sẽ đưa ra hai câu trả lời. Yeah. Một câu trả lời là câu trả lời đúng, còn một câu trả lời kia là gì đấy? Nó vô lý so với cái câu hỏi đó, nó không phù hợp với cái câu hỏi đó, đúng chưa? Ví dụ khi hỏi là what are his symptoms? Yeah. Và có hai đáp án. Yeah. Hai đáp án. Một đáp án ở đây là gì đấy? He has lost weight and suffer from diarrhea and nausea. Yeah. Và cái câu thứ hai, nó là gì đấy? It is a rare disease, chẳng hạn. Yeah. It is a rare disease. Đấy là một căn bệnh hiếm. Right. Thế còn một câu nữa là gì đấy? He has lost weight and suffer from diarrhea and nausea. Yeah. Như vậy thì mình sẽ chọn lựa chọn cái câu trả lời nào nhỉ? Nó tương ứng với cái câu hỏi là gì đấy? What are his symptoms? Ví dụ như vậy. Nghe yeah, khó quá quả. Hả? Phần nghe khó quá quả. Phần nghe cứ từ từ thôi. Phần nghe cứ từ từ. Tại vì how long, yes.
How long have you been learning English? Các bạn học tiếng Anh được bao lâu rồi? Và các bạn dừng nó được bao lâu rồi? Dừng 13 năm rồi cô ạ. À, dừng 13 năm. Dạ vâng. How old are you? How old are you? Ô, em học 2003. Bạn ra trường năm 2003 hay là như ra trường em ra trường đại học là năm vào năm đại học năm 2008 cô. Học một năm, sau đó từ giờ từ đấy đến giờ là cũng không có học lại được cô. Yes, yes. So it's quite challenging. Hơi thử thách một tí. Dạ vâng. Nhưng mà không sao. Đấy. Đó, hy vọng là sẽ không được. Cũng không không thể nào mà trách được, bởi vì là trong cái quá trình làm việc chỉ có một số bạn sử dụng tiếng Anh thôi, còn một số bạn thì hầu như là không sử dụng đến tiếng Anh. Right. Mà ngôn ngữ này, mà ngôn ngữ nếu không sử dụng, không đừng nói là 13 năm nhé. Yes. Mình chỉ cần nghỉ hè khoảng độ một tháng, yes, quay lại, yes, là nó đã khác rồi. Right. Không phải phải nói đến 13 năm. 13 năm mà bây giờ, yes, từ đầu hôm đấy đến giờ thì bạn có nhớ lại được không? Yes. Não mình nó đã... Yes, có nghĩa là cái từ tiếng Anh chuyên ngành thì có vẻ ngơ ngác một chút, nhưng mà khi mình đọc cũng học cũng dần dần cũng hiểu được cái có thể hiểu được tương đối một phần nào đó cô ạ. Yes, okay. Yeah. Từ thì không nhờ, từ bây giờ không phải là cái thách thức gì với các bạn, bởi vì từ các bạn hoàn toàn có thể tra được. Đấy. Nhưng mà làm thế nào để bạn nhờ, khi các cái từ đấy nó xuất hiện trong một câu, trong một câu bạn đọc và bạn hiểu được cả cái câu đó. Đấy. Cái này thì lại phải cần các bạn lưu ý phần ngữ pháp một chút. Chứ còn với từ thì các bạn ví dụ từ này mà bạn thấy mới thì bạn tra nó, yes, là bạn sẽ biết ngay là nghĩa của nó là từ gì, đúng chưa? Yes. Nhưng mà khi tất cả nó nằm trong một câu, trong một câu này nó có chủ ngữ này, có động từ, danh từ, tính từ, rồi là trạng ngữ các thứ, thì lúc đấy mình phải xử lý, mình phải hiểu là sao đấy, cái cấu trúc của câu này như thế nào đấy, để mình hiểu được cái ý nghĩa của cái câu đó đấy. Chứ còn từ thì các bạn hoàn toàn có thể tra được vấn đề gì, thế không có vấn đề gì cả, học thôi đúng chưa? Việc của mình là cứ học, đừng có lo lắng quá xa, việc là cứ đến bài nào thì học bài đó thôi đấy. So look at your book. Yes, we move to unit 6, reproductive system. So in unit 6, we are going to learn about reproductive system and the sexual health. Yes. Mục đích chính của bài này, mục tiêu của bài này là gì đấy? Yes. We learned about the reproductive system and the sexual, right? And the sexual health, right? So, okay. Yeah. So what is the major functions of reproductive system? What is the major function of the reproductive system, both male and female reproductive system? Chức năng chính là gì? I think the reproductive system has four functions. Yes. First, what is they? To produce egg and sperm cell. Mm-hmm. The second is to transport and sustain these cells. The third is to nurture the developing offspring. And the last is to produce hormones. Yes, right. Yeah.
So there are four. Yeah. So as for your opinions, there are four main functions or basic functions of the reproductive system, right? Yes, I get the answer. I get the answer from yes, Lê Đức Anh. Yes, you said create a baby. Yeah. Yes, I also think that. Yeah, I also share the same ideas. Yeah. So the major function, yeah, the major functions of both, yes, the male and female reproductive system is to create a new human being. Yeah. Right. Or yeah, procreation. Yeah. Procreation. Đó là gì đấy? Yeah. Sản xuất ra em bé đúng không? Right. Yes. Mình viết cái từ đó đây cho các bạn nhé. Cells, yes. The major function, yes. Both, yes, the male Christ. Yes, is procreation. Procreation is yes, reproduction. Yeah, reproduction. Or to create a new baby or a new human being, right? And yes, these systems and yes, how about the ideas from just one student in our class? Mình muốn hỏi lại bạn nữ mà vừa đưa ra bốn cái chức năng cơ bản, đó là chức năng gì? Can you repeat? Yes, the first is to produce egg and the sperm cells. Yes. So yeah, which yes, which produce sperm and which produce egg cell? I think the male reproductive system or the female's reproductive system. The female. Yes, the females. So yes, produce sperm and egg cell. Yeah, and the second function. The second function is to transport and sustain these cells. Yeah, transport and sustain. Yes, sustained, right? Yes. Transport and sustained. Mm-hmm. And what else? The third is to nurture the developing offspring. To nurture us, yes. You know, nurture us, yeah. Can I write it here? Yes. You mean nurtures the offspring? Yes. Is it worst? Nurture là nuôi dưỡng ấy cô. Vâng ạ. Yes, that's right. Yes. Nurtures the offspring, yeah. Nuôi dưỡng cái ý là cái bào thai ở trong ấy, trong bụng của người mẹ đúng không? That's right.
yes, nurtures the offspring, yes, right? And the last one. You mentioned four functions, right? Em có đề cập đến bốn chức năng. And the last one is to produce hormones. Yes, to produce hormones, right? So yes, I think the major is I agree with your ideas, right? Mình đồng ý với ý kiến của bạn But because I'm not a doctor, So I just think about the reproductive systems, with its major functions, is procreation, It means to create, a new baby, or a new human being, and the system, all this system, the male and female reproductive system, they work together, to join sperm and eggs, at the moments of conception, to create, a new baby. Hai cái hệ này cả của gì đấy của nam và nữ they work together they work together to join sperm and egg để kết hợp giữa cái gì đấy sperm tinh trùng and egg và trứng right at the moment of conception mình có từ conception vào cái thời điểm thụ thai at the moment of conception to create a new human being or to create a new baby right so let's look at your book look at your book you may see the illustrations of the reproductive system, Here we have a testes, And this is a female reproductive system. And these are the ovaries, right. So they mentions, birth control pills or condoms, Do you know birth control pills or condom? Yes. Yes. So these are measures. Right. So these are measures that help that help to control birth. Right. So look at the get ready. Các bạn nhìn vào phần get ready. What are some parts of the reproductive system? Yes. Một vài bộ phận kể tên một vài bộ phận của hệ sinh sản. Right. And question number two, what are some things used to help control reproduction? Một vài biện pháp một vài biện pháp để giúp gì đấy? Control reproduction. Để giúp tránh thai, right? Kiểm soát cái việc sinh sản, that help to control birth. So how about question number one? Can you tell me some parts of the reproductive system? Kể cho mình một vài bộ phận, của gì đấy? Của hệ sinh sản. Testes. Mm-hmm. I think with female we have fallopian tube, uterus, ovary, vaginal cervix. Yes. And with the male reproductive system, we have prostate gland. Yes. The second is the seminal vesicle. The third is penis or penis. I don't know. Penis. And the fourth is a penis. Right. So the fourth is a vas deferens, testis, and
influenza. Right. you are very good at your because knowledge. I'm not a reproductive system reproductive doctor. Are you obstetrics? Yeah. Or gynecologist? Let me go back now. What is sản phụ khoa không? No. No. Yes, no one. No. No one. Yes. Okay. So how about what are some things used to help control reproduction? What are some things used to help control reproduction? Yeah. What are some common things? Yes. Can you see my screen? Yes. Yes. For question number one. Yeah, for question number one. Phần này về nhà, yes. Mình sẽ để cho các bạn có thể tự thêm vào nhé. Yes, mình gợi ý cách để mình trả lời câu hỏi thôi, dẫn vào câu hỏi thôi. Yes. For question number one, what are some parts of the reproductive system? Yeah. Bộ phận, yes, một vài bộ phận của hệ sinh sản, right? So there are a number of different parts to the reproductive system. For example, yeah, for example, ví dụ, men have, yes, men have testes, while women have ovaries, right? Có, yes, rất là nhiều những cái bộ phận khác nhau, yes, hệ sinh sản. Ví dụ như là gì đấy? Đàn ông thì sẽ có những bộ phận nào? Mình chỉ lấy ví dụ ra đây là gì đấy? Testes, right? Tinh hoàn này, right? Why women have ovaries? Trong khi gì đấy? Phụ nữ thì lại có gì đấy? Ovaries. Trứng. Có trứng, right? Như vậy thì các bạn, bởi vì sao? Đây là cái hệ duy nhất mà gì đấy? Có sự khác biệt giữa gì đấy? Male and females, giữa đàn ông và gì đấy? Phụ nữ, yes. Nên là các bạn có thể liệt kê thoải mái ở chỗ này, yes. For example, yes. Men have a penis, yeah. Testes, yeah. Why women have, yes. Uterus, yes. Ovaries, yeah. And so on, yes. Phần này các bạn thoải mái kể nhé, các bạn tự thêm vào, right. And for question number two, về câu hỏi số 2. What are some things used to help control reproduction? Right? Yes, and I have some suggestions for you. Yeah, mình có vài gợi ý cho các bạn. It is important. Yes, mình có thể dẫn vào một chút. It is important to practice safe sex for many reasons. Right? Safe sex. Yes. Practice safe sex. Yes. Tình dục an toàn, đúng không? Right. It's important to practice safe sex for many reasons. Yeah. Và nhiều lý do. The main reasons are, yes, cái lý do chính, yes, để người ta gì đấy, yes, quan hệ tình dục an toàn đó là gì đấy? Preventing, yeah, right. Preventing an unwanted pregnancy. And stopping the transmissions of STD. Right? Preventing unwanted pregnancy. Yes. Mình có danh từ pregnancy là mang thai, đúng chưa? Mang thai, quá trình mang thai. Right? Tính từ của pregnancy là pregnant. Yes. So unwanted pregnancies. Yeah. Ý là mang thai gì đấy? Yes. Mang thai ngoài ý muốn. Right? And stopping the transmissions of STD. Yeah. So STDs means sexually transmitted disease. Yeah.
STD là viết tắt của ba từ này nhỉ. Sexually transmitted disease nhỉ. Sự gì đấy? À, sự lây nhiễm của các cái bệnh gì đấy? À, các bệnh lây qua đường tình dục đúng chưa? Yeah, STD such as HIV. So birth controls is any method used to prevent pregnancy, right? Phải khẳng định là gì đấy? À, birth controls nhỉ. Là bất kỳ các biện pháp nào được sử dụng để gì đấy? À, prevent pregnancy, right? Ngăn cái quá trình mang thai, nhà thụ thai. There are many different methods of birth controls, including, yes, có rất nhiều các biện pháp, yes. For example, condom, yes. IUDs, yeah, IUDs. IUDs là viết tắt của intrauterine device, yeah. Uterine là tử cung đúng chưa? Intra, yes. Intra means inside, yeah. Trong tử cung, yes. Đặt trong tử cung, yes. Intra uterine device, yeah. Biện đây là biện pháp gì các bạn? Các dụng cụ cho tử cung. Yes. Mình gọi là đặt vòng được không? Nice. Device, device là dụng cụ đúng chưa? Yes, intrauterine, một cái dụng cụ được đặt ở trong tử cung. Yes, or IUDs, yeah, viết tắt là IUDs. Vòng, yeah, đặt vòng, vòng tránh thai. Birth control pills. Pill. Birth control pills, yeah. Thuốc gì đấy? Yeah. Thuốc tránh thai. Thuốc tránh thai. Yes. The rhythm methods. Các biện pháp gì? Rhythm methods. Yes. So these methods, yeah, rhythm methods, yeah, is a methods, yeah, that focus on, yes, knowing which days of the month that you are able to get pregnant. Right. Yeah. Focus on, yes, knowing which day of the month that you are able to get pregnant. Yeah. Tính theo cái chu kỳ, cái ngày ấy nhỉ? Mình ví dụ như là gì đấy? À, ngày của mình là kết thúc vào ngày này nhỉ? Thì cái khoảng thời gian nào mà dễ gì đấy? À, dễ mang thai nhất thì mình tránh ra, right? Cái đó gọi là rhythm methods nhỉ? The next one is a vasectomy. Vasectomy. Là triệt sản. Triệt sản nhỉ? Ở nam giới, right? And tubal ligation. Tubal ligation. Ở nữ giới đó là gì đấy? Yes. Tubal. Tubal là cái ống, cái vòi. Thắt ống dẫn trứng. Thắt, yes. Ống dẫn trứng. Thắt ống dẫn trứng. Right. So, vasectomy, yes. Triệt sản. Cái ở nam giới, yes. And tubal ligation, yes. Thắt ống dẫn trứng. Right. So, yes. These are some different methods, yeah, of birth controls, yeah, and it depends, yeah, it depends, yeah, on each person, yeah, which one is effective, yeah, which one is suitable for you, yeah, you can choose, yeah, one of these methods, yeah, một trong những biện pháp này, yeah, ngoài ra còn có nhiều biện pháp khác nữa, yeah, người ta gọi là, yeah, modern methods of birth controls, yeah, những cái biện pháp hiện đại ngày nay, yeah. Thấy một số bạn, yeah, mình đọc ở trên quảng cáo, yeah, đọc trên quảng cáo thấy có cả, yeah, ví dụ như là implant, yeah, contraceptive implant, cấy cái khoe tránh thai vào này, yeah, hoặc là gì đấy, yeah. Maybe condom for women. Yes, condom for women, yes, like a diaphragm. Diaphragm, có phải là cái biện pháp dùng cái màng ngăn không? Yes, that's right. Yes, that is a diaphragm, yeah. But it's so expensive for Vietnamese. So expensive for Vietnamese, yes. And they conclude that, yes, condom is the best method. Condom is best methods, yeah. Because, yeah, if you take or if you use, yeah, birth control pills, yeah,
or implants, yeah, it may cause some side effect, yeah, some side effect. Một số biện pháp nó thường gây ra những cái phản ứng phụ, yes. Tuy nhiên, yes, người ta vẫn kết luận lại là gì đấy, yes. Condom is the best method, yeah, in order to prevent, yes, unwanted pregnancy and, yes, STDs, yeah, STD. Vừa có tác dụng là gì đấy, yes, ngăn cái gì đấy, yes, unwanted pregnancy, mang thai ngoài ý muốn, yeah, và vừa có tác dụng là gì đấy, yes, prevents the transmissions of sexually transmitted disease, yeah, ngăn các bệnh lây qua đường tình dục, right? Okay. So, yes, look at your book. Look at your book. Yeah. Quay trở lại với bài nhé. Đây là gợi ý của mình nhé. Yes. Gợi ý của mình cho cái câu trả lời của các bạn. Đấy. Các bạn có thể bổ sung thêm. Yes. Có thể bổ sung thêm. Ví dụ các bạn thấy ở đây, yes, các cái biện pháp này chưa đủ. Yes. Mình có thể bổ sung thêm. Đấy. Cũng như là với câu số 1. Yes. Với câu số 1, các bạn bổ sung thêm. Yes. Men ngoài có testes yes, thì còn gì khác nữa. Yes. Hay là women, yes, ovaries, yes, thì còn có bộ phận gì khác nữa. Đấy. So, look at your book. Yes, look at part 2. Yes. Các bạn nhìn cho mình vào phần 2, phần reading. Read the pamphlet on reproductive health. Then mark the following statements as true or false. Yeah. So pamphlets, yeah. Pamphlets is a kind of book, yeah, with information about a particular subject, yeah. Pamphlets, yeah, là một cái cuốn sách, yeah, dạng như một cái cuốn sách, yeah, cuốn gọi là cuốn sách nhỏ thôi, yeah. It's a kind of small and thin book, yeah, rất là nhỏ, yes. That contains, yeah, information about a particular subject, yeah, mà nó bao gồm những cái thông tin về một cái chủ đề cụ thể nào đó, đấy. Như vậy thì cái ngữ cảnh của cái bài đọc này, yes, là gì đấy? À, được lấy ra từ một gì đấy? À, từ một cái cuốn sách hướng dẫn nào đó, yeah, một cuốn sách hướng dẫn về cái gì đây? Yeah. Know your reproductive system. Yeah. Know your reproductive. Know reproductive. Okay. Yeah. Mình sẽ cho các bạn nghe trước. Nice. Nghe trước, các bạn để ý tất cả những cái từ được in đậm ở trong bài nhé. Nice. Nghe trước để hình dung là gì đấy. À, các cái từ mới này mình sẽ đọc như thế nào nhỉ? Yeah. Đọc cho chính xác ngay từ đầu. Đấy. Có những từ nhỉ? Ví dụ như nếu các bạn học tiếng Anh, một số bạn học tiếng Anh lâu rồi nhỉ? Thế là gì? Nếu như một cái từ tiếng Anh nào đó mà ngay từ lúc đầu mình đã bị đọc sai rồi, về sau nó sẽ thành một cái lối mòn mãi trong đầu mình, yes. Nó ăn vào tiềm thức của mình không sửa được nó đi. Đấy. Unit 6, Reproductive System. Exercise 5, page 15. Southwest Reproductive Health Clinic. Know your reproductive system. There is often puzzlement surrounding the reproductive system. Understanding its parts and how it works can help you maintain its health. The reproductive system is the only system in which males and females have very different parts.
This includes not only the external genitalia, the male penis and female vagina, but inside as well. The gonads are the organs which produce sex cells. In males, the testes produce sperm, while in females, the ovaries produce egg cells. Should a sperm cell reach an egg cell during intercourse, fertilization occurs. At Southwest Reproductive Health Clinic, we offer a variety of services to help you maintain reproductive health. We counsel sexually active patients about using birth control and preventing the spread of STDs such as HIV. We can advise on a variety of contraceptive methods, including condoms and the pill. If you or your partner suffers from infertility, we can present you with treatment options. Unit 6, Reproductive System. Exercise 5, page 15. Southwest Reproductive Health Clinic. Know your reproductive system. There is often puzzlement surrounding the reproductive system. Understanding its parts and how it works can help you maintain its health. The reproductive system is the only system in which males and females have very different parts. This includes not only the external genitalia, the male penis and female vagina, but inside as well. The gonads are the organs which produce sex cells. In males, the testes produce sperm, while in females, the ovaries produce egg cells. Should a sperm cell reach an egg cell during intercourse, fertilization occurs. At Southwest Reproductive Health Clinic, we offer a variety of services to help you maintain reproductive health. We counsel sexually active patients about using birth control and preventing the spread of STDs such as HIV. We can advise on a variety of contraceptive methods, including condoms and the pill. If you or your partner suffers from infertility, we can present you with treatment options. Right. So look at part two. After reading the article on reproductive health, yeah, answer the three questions here, yeah, with true or false. Yeah. Các bạn đọc cho mình bài này, sau đó trả lời cho mình ba câu hỏi, yes. Ở phần 2, yes. Mark the following statements, yeah. If it's true or false, how much time do you need? Các bạn cần bao nhiêu phút? I think I can finish this right now. Yes, I know that. Yes, but yes, your friends, yeah, your friends, some of your friends, yes, they cannot, yes, finish in short time. Yes. Okay, so how about others? How much time do you need? Các bạn khác, các bạn cần mấy phút? How much time? Six minutes. Yeah, 5 minutes, right? Yeah, 5 minutes. 5 phút nhé. Yeah. Don't try to look up, yeah, to look up new words in dictionary. Yeah. Các bạn không cần phải, yeah, không cần phải tra từ đâu. Yeah. Đừng cố gắng tra từ mới làm gì nhỉ? Các bạn cứ đọc đi nhỉ? Từ mới mình sẽ giải quyết sau. Okay. Use sex cell. So yes, in number one they said that only males have gonads. Yeah. So not yes. Như vậy thì cái từ sai ở đây là từ gì đấy? Từ only males. Yeah. Only males.
trong bài không hề nhắc đến là gì đấy. Yes, only males have a gonads. Yes. Người ta chỉ nói chung chung là gì đấy. The gonads are the organs which produce sex cells. Right. So it means both males and females have the gonads. Right. Như vậy thì cái sai đây là cái gì đấy? Là cái từ gì đấy? Only males. Yeah. Chỉ có nam giới có gì đấy? À, có sinh dục, có cái tuyến sinh dục thôi. Đấy. Trong khi trong bài không hề nhắc đến cái chi tiết đó, đúng chưa? Yeah. Không hề nhắc đến là only males have gonads. Yeah. Chỉ nói chung là gì đấy? The gonads are the organs. Yes. Là một cái cơ quan which produce sex cells. Right? How about number two? Câu số 2. The clinics give advice about preventing both pregnancy and STDs. True. Yeah, true. It is true. Yeah, true. Dẫn chứng nằm ở đâu? Công I nào? Think the evidence is the we consult sexual active patients about using birth control and preventing the spread of STDs such as HIV. Yeah. That's right. Yes. The evidence is on the last paragraph. Yeah, dẫn chứng nằm ở đoạn cuối cùng của các bạn. Yes. Câu thứ hai của đoạn cuối cùng. We counsel sexually active patients about using birth control and preventing the spread of STDs such as HIV, right? So give advice, yeah, it means we counsel, right? About preventing both pregnancy, yes. So about birth controls, right? And STD, yeah. So preventing the spread of STDs, right? Như vậy thì cái phòng khám này nó có hai cái nhiệm vụ là gì đấy? Yes. Give advice or counsel, yeah. Tư vấn về, yes. Preventing, yes, both pregnancy and STD. Number three, yeah. So number two is true. Number three, the clinic does not provide fertility treatments. I think it's false. Mm-hmm. It's false. Why is false? Because the last sentence is if you are Japan or suffer from infertility, we can present you with treatment option. That's only option, not treatment. Yes. If you or your partner, yes, the last sentence, yeah, suffer from infertilities, yeah, we can present you with treatments option, right? And in number, yeah, in question number three, the clinics does not provide fertility treatments, yeah. Provides or does not provide? Provide. Yes, they provide, yeah, mm-hmm. Because they can present you with treatments option, right? So the clinics nhờ provides nhờ. Yes. Có chứ, có mang đến, có cung cấp các cái gì đấy nhờ fertility treatment đúng chưa? Chứ không phải là nó là đưa ra. Right. Đúng rồi. Present nhờ, đưa ra. Right. It means to provide nhờ. Có nghĩa là nói gì đấy? Yes. It show you nhờ, nó đưa cho bạn thấy nhờ, nó cung cấp cho bạn đúng chưa? Mang đến cho bạn. Right. Treatments option nhờ. Như vậy thì ở đây phải là gì đấy? Yes. Cái sai ở đây là gì đấy? Does not. Yeah. Nó nằm cái does not. Yeah. Không phải là nó không mang đến. Yeah. Mà nó có mang đến, có cung cấp cho bạn các cái gì đấy? Các cái biện pháp điều trị. Yeah. Các cái biện pháp điều trị. Để gì đấy? Yeah. Fertilities. Điều trị vô sinh. Right. So fertility, yeah, is the capacity, yeah, capacities, yeah, to have a baby. Là cái khả năng mà gì đấy, yeah. The natural capacity to have a baby. Đối nghĩa lại với cả fertility nó là infertility. Yeah.
Yes. Trả lời cho mình ba câu hỏi trên màn hình. Yes. Dựa vào cái nội dung bài mà các bạn vừa đọc. Yes. Trả lời cho mình ba câu hỏi trên màn hình. Question number one. What are the names of the gonad in men and women? Question number two, yeah. Right, yeah. So, yes, how about others? Yeah, can you get it? Yeah, các bạn khác thì sao? Yes. What do you understand the questions? Yeah. So, what are the names of the gonad in men and women, yes. The answer is yes. In men, the gonads are called testes. And in women, yes, they are called ovaries. Yeah. Các bạn nhìn thấy cái chi tiết đó trong bài chưa? Right. Nó nằm ở đoạn 2. Yes. Đoạn 2. Câu thứ 3, thứ 4 của đoạn 2. Right. In males, yes. The gonads are the organs which produce sex cells. In males, the testes produce sperm, and while in females, the ovaries produce egg cell. Right? Như vậy thì câu trả lời sẽ là gì đấy? Yes. In men, the gonads are called testes, and in women, they are called ovaries. Yeah. Ở nam giới thì được gọi là testes, còn ở gì đấy? Ở nữ giới được gọi là gì đấy? Ovaries. Right. And number two, câu số 2. When does fertilization occur? When does fertilization occur? When a sperm cell reaches an egg cell. Right. Yeah. Dẫn chứng nằm ở câu nào? Which sentence? Ở đoạn nào vì em không có sách ở đây. Yes. Yes. Đoạn 2, câu cuối cùng của đoạn 2, right. When, yes. Fertilization occurs when a sperm cell reaches an egg cell during intercourse, yeah. Dẫn chứng nằm ở câu cuối cùng của đoạn 2. Yeah. Should a sperm cell reach an egg cell during intercourse, fertilization occurs, yeah. Vậy thì câu hỏi của mình là when does fertilization occurs, yeah. Khi nào thì fertilization xảy ra, đúng chưa? Right. So fertilization occurs when a sperm cell reach an egg cell during intercourse. Right. Question number three, câu số 3. What are some contraceptive methods? Yeah. What are some contraceptive method? Yeah. Based on your book, yeah. Dựa vào trong sách của bạn nhé. Yeah. Trong sách đề cập đến mấy? Yeah. What are some contraceptive method? Condom and the birth control pill. Right. So they are condoms and the pill. Right. Condoms and the pill. Có hai cách. Yeah. Hai biện pháp tránh thai đó là gì đấy? Condoms and the pill. Quay trở lại với bài nhé, nhớ với phần từ mới. Yeah. So, yes, you may look at my screen, yes. At the same time, yes, with the book. Bạn vừa nhìn lên màn hình cùng lúc với nhìn trên sách của các bạn nhé, trong sách của các bạn. Nice. Có một số từ thì mình để cho các bạn phiên âm rồi. Các bạn dễ phát âm. So we have reproductive, yes, reproductive, yes. Reproductive systems or reproductive organs, yes. Cơ quan, yes, hoặc là hệ, yes. Reproductive organs là cơ quan sinh dục, đúng chưa? Yeah. And reproductive systems là hệ. Right.
right? Mình có từ tiếp theo là từ pounsment, yeah. Sự bối rối, yeah. Danh từ sự bối rối. Ví dụ, yes, I'll never forget the look of pounsment on his face. Yeah. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái ánh nhìn bối rối trên gương mặt của anh ta, đúng chưa? Yes, pounsment. Oh, yeah. Như vậy nó tương ứng với cái câu đầu tiên trong bài của các bạn, yes. Trong bài đọc của các bạn, there is often pondsmen surrounding the reproductive system. Yeah. Thường có cái sự gì đấy? Yes. Có cái sự bối rối. Yes. Surrounding the reproductive system. Xung quanh cái gì đấy? À, khi người ta nhắc về cái gì đấy? À, cái hệ sinh dục, đúng chưa? Yes. Thì luôn luôn có cái sự gì đấy? À, bối rối. Yes. Xung quanh cái hệ này. Understanding its past and how it works can help you maintain its health. Yes. Understanding its past and how it works. Right? Hiểu về các thành phần của nó và cách nó làm việc. Đúng rồi. Sẽ giúp hiểu về, duy trì được sức khỏe. Hiểu về các cái bộ phận, yeah, và cách thức hoạt động của nó. Yeah. Can help you, yeah, maintain its health. Yeah. Có thể giúp bạn làm sao đấy? Duy trì ý là gì đấy? À, duy trì cái sức khỏe của cái hệ đó, đúng chưa? So, ở đây mình có cái động từ maintain, cho là duy trì. Yeah, duy trì. Danh từ là maintenance. Yeah. Danh từ thì nó lại mang nghĩa là bảo trì hoặc là bảo dưỡng. Right? Thế còn động từ của nó mang nghĩa là duy trì. Yeah. Mình có cái cấu trúc là help somebody do something, yeah. Hỗ trợ, giúp ai đó làm gì. Right. Next, yeah. Mình có từ males, yeah. Thì các bạn biết rồi, males, and đối nghĩa lại là females, yeah. Nam hoặc là nữ. Right. Mình có từ internal, yeah. Internal là bên trong, yeah. Đối nghĩa lại là external, bên ngoài. Hai từ này là tính từ nhá, internal, external. Yes. Ví dụ như là internal bleeding, yeah. Internal bleeding, hiện tượng là chảy máu trong, yeah. Xuất huyết hoặc là chảy máu trong, internal bleeding, yeah. Hoặc là external organs, yeah. External organs, các cái bộ phận, các cái cơ quan bên ngoài, yeah. Các cơ quan bên ngoài. So, yeah, quay trở lại với câu thứ nhất ở trong đoạn 2 nhá. The reproductive system is the only system in which males and females have very different parts. Yes. Là cái hệ duy nhất, đúng chưa? Yes. The only system. Yes. Mà ở đó, yes, nam và nữ, yes, có những cái bộ phận khác nhau. Yes. Chỉ có một hệ duy nhất, đó là hệ sinh dục này thôi, đúng chưa? Yes. Là hệ duy nhất. Mà ở đó nam và nữ có những bộ phận khác nhau. Yes. Next. This includes not only the external genitalia, the male's penis and female's vaginas, but inside as well. Next. Mình có cái danh từ là external genitalia. Yeah. Cơ quan sinh dục ngoài, yeah. External là bên ngoài, đúng chưa? External genitalia, cơ quan sinh dục ngoài. Mình có từ penis, yeah. Penis, đọc là penis, yeah. Dương vật. And vagina, âm đạo, yeah. Ở trong câu này có cấu trúc là not only but, yeah. Not only but, yeah. But also, yeah. Nếu đầy đủ ra thì bạn phải đưa cả also vào nữa, yeah. Còn nếu không thì bạn chỉ dùng but thôi cũng được, yeah. Not only but also, không những mà còn, đúng chưa? Đấy. Cô ấy không những xinh mà còn thông minh, đúng không? Đấy. She's not, yeah, she's not only beautiful but also, yeah, intelligent chẳng hạn. Yeah. Không những mà còn. Đấy. Như vậy thì với cái câu số 2 này, this includes, yeah, not only the external genitalia, the male penis and female vagina, but inside as well. Câu này các bạn hiểu như nào? Nó bao gồm không chỉ có cơ quan sinh dục ngoài, đó là dương vật ở nam và âm đạo ở nữ,
mà còn cả những cái bộ phận bên trong. Ừ. Yeah. Ý nói về cái gì đấy? À, cái sự khác biệt đúng chưa? Yeah. Cái sự khác biệt này không chỉ là gì đấy, không chỉ bao gồm là cái gì đấy, cả cái cơ quan sinh dục, yeah, cái cơ quan sinh dục ngoài, yeah, như là dương vật ở nam, yeah, âm đạo ở nữ, mà còn cả gì đấy? À, còn cả các cái bộ phận bên trong nữa. Yeah. But inside as well. Yeah. Next, mình có từ gonad. Yes, gonad là tuyến sinh dục. Yeah, tuyến sinh dục. Gonad đọc là gonad. Yeah. Mình có từ testes. Testes, tinh hoàn. Yeah. Sperm, sperm là tinh trùng. And ovaries, yeah, ovaries là buồng trứng. Buồng trứng. Yes. Tiếp tục cái câu tiếp theo nhé. The gonads, yeah, are the organs which produce sex cell. Yes. Tuyến sinh dục, yes, là cơ quan, yes, which produce, yes, sản xuất ra, yes, sản sinh ra sex cell, cell là tế bào, yes, sex cell. Right. In males, yes, the testes produce sperm, while in females, the ovaries produce egg cell. Right. Ở nam giới này, yes, thì sao đấy? The testes, yes, tinh hoàn thì sản sinh ra gì đấy? Sperm, yes, tinh trùng. Why in females the ovaries produce egg cell? Right. Ở nữ giới thì buồng trứng, yes, sản sinh ra các cái tế bào trứng, egg cell. Should a sperm cell reach an egg cell during intercourse, fertilization occur? Right. Mình có từ mới tiếp theo là từ sexual intercourse, yeah. Sexual intercourse hoặc là intercourse, yeah. Từ đầy đủ nó là sexual intercourse, yeah. Quá trình giao hợp. Right. Mình có động từ là fertilize, yeah. Fertilize, yeah. Là thụ tinh, yeah. Danh từ của fertilize là fertilization, yeah. Fertilization, sự thụ tinh. Right. So, yeah. Như vậy thì cái câu cuối cùng của đoạn 2 này, yeah, nó là câu điều kiện loại mấy đây? Nhờ. Theo các bạn nó câu điều kiện loại mấy? Câu điều kiện loại 1. Nhưng mà nó nhấn mạnh. Nhờ. Khi người ta muốn nhấn mạnh, nhờ, thì người ta đưa should lên đầu câu. Nhờ. Should a sperm cell reach an egg cell during an intercourse? Nhờ. Nếu, nhờ, ý là gì đấy? Nhờ. Khi mà gì đấy? À, sperm cell. Nhờ. Cái tinh trùng mà gặp được trứng, đúng chưa? Nhờ. Nhờ. Gặp hoặc là tiến đến. Right. Reach an egg cell during intercourse, thì sự gì đấy? À, sự thụ tinh sẽ xảy ra. Đấy. Câu điều kiện loại 1, nhưng mà ở dạng gì đấy? Nhấn mạnh, nhấn mạnh. The suit in đầu câu. Suit a sperm cell reach an egg cell during intercourse. Thì sao đấy? Fertilization. Okay. Đoạn tiếp theo. At Southwest Reproductive Health Clinics, yeah, we offer a variety of services that help you maintain reproductive health. Southwest Reproductive Health Clinic, yes. Ở đây giống như là một cái quảng cáo của nó, nhỉ? Nó đang chạy cái phần này, nó đang chạy quảng cáo, đúng chưa? Đấy, ở cái phòng khám nhà gì đấy, à, sức khỏe sinh sản Southwest, we offer. Ôi, con phải lên chứ con ở dưới thế. We offer or we give, yes. Or we provide, yes. Con lên đây. Cung cấp và chúng tôi mang đến. Con lấy cho một chai aspirin, con lấy một chai aspirin nhé. Đấy. Chị ơi, tắt mic đi. Khi nào ấy tổng cộng thì nghi vào ấy từ cái đợt là mình Phan Phương Thảo ạ. Right. Yeah. We offer a variety of service. Yeah. A variety of service. Yeah. It means a various service or different. Yeah.
services, các cái loại dịch vụ, các cái loại hình dịch vụ, yes, chúng tôi cung cấp mang đến các cái loại hình dịch vụ. Yes. Help you maintain reproductive health. Yes. Mình có cái danh từ là reproductive health, cũng danh từ reproductive health, sức khỏe sinh sản. Yes. Maintain reproductive, yeah, reproductive health. Yeah. Duy trì cái sức khỏe sinh sản. We counsel, yeah, counsel, yeah. Mình có cái động từ là counsel. Nó đồng nghĩa với cái động từ gì đấy? Yes, advise, yeah. Advise on something, yeah. Tư vấn về vấn đề gì, đúng chưa? We counsel sexually active patients about using birth controls, yeah, and preventing gì đó, right? So sexually active, yeah, sexually active. Tính từ, yeah, tính từ sexually active, yeah. Là những người đang có gì đấy, yeah. Ý là những người vẫn trong ở trong cái độ tuổi mà gì đấy, yes. Có hoạt động về gì đấy, yes. Về tình dục, yeah. Có sinh hoạt tình dục, right? Sexually active. We counsel sexually active patient, yeah. Chúng tôi tư vấn cho những gì đấy, à, bệnh nhân, yeah. vẫn đang trong cái gì đấy, yeah. Trong cái độ tuổi có hoạt động tình dục, có sinh hoạt tình dục. About using, yeah. Tư vấn về vấn đề gì, đúng chưa? About using birth control, yeah. And preventing the spread of STD such as HIV, yeah. We can advise, yeah. Câu tiếp theo mình có we can advise on a variety of contraceptive, yeah, contraceptive method, yeah. Including condoms and the pill, right? Mình có danh từ là contraception, yeah. Đối nghĩa lại với cả contraception là conception, yeah. Contraception là sự tránh thai, right? Tính từ của contraception là contraceptive, yeah. Ở trong bài người ta dùng tính từ contraceptive methods, yeah. Các cái biện pháp tránh thai, contraceptive method, right? Đối nghĩa lại với cả contraception là conception, sự thụ thai, right? Conception, sự thụ thai. Nó có cái từ contraceptive, nó cũng là danh từ luôn. Nó cũng là danh từ á? Vâng, là phương tiện tránh thai hoặc là dụng cụ tránh thai. Let me check. Yes. 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 So contraceptive, yes, nó vừa là, yes, nó vừa là tính từ, nó vừa là danh từ, right? Nó có thể đứng độc lập một mình. Okay. Nó có thể đứng độc lập một mình thì nó sẽ mang nghĩa là, yes, yes, a device, yeah, a device or drug, yes, intended, yes, to prevent pregnancy, yes. Right. Nó có thể đứng độc lập một mình, nhờ contraceptive, nhờ. Nếu nó dùng với cái nghĩa là gì đấy, nhờ dụng cụ hoặc là thuốc, nhờ dụng cụ hoặc là thuốc tránh thai, right. Ví dụ như là ở phòng khám của chúng tôi sẽ cung cấp nhờ miễn phí các cái loại dụng cụ hoặc là thuốc tránh thai chẳng hạn, yes. Thì nó sẽ nói là gì đấy, yes. Our clinics, yeah, our clinics, yeah, provides, yeah, a free contraceptive, yeah, free contraceptive, right? Yeah, thank you, yes. So, yes, we have contraceptions, yeah, nó là cái sự tránh thai, right? Đối nghĩa lại thì nó là conceptions, yeah, thụ thai. Right. And we have a contraceptive methods, yeah, các cái biện pháp tránh thai, right? Ngoài ra các bạn có thể bổ sung thêm, yeah, riêng, yeah,
bản thân cái từ contraceptive. Bản thân nó vừa là danh từ, nó vừa là danh từ, vừa là tính từ. It is both adjective and nouns. Nếu như nó là danh từ thì nó sẽ là gì đấy? Dụng cụ hoặc là thuốc tránh thai. Next, mình có từ condom. Condom là bao cao su. And we have eliminate. Eliminate động từ. Eliminate là loại bỏ. Cái phần này nó là phần từ mới ở phía sau nhưng mình cũng đưa luôn vào cho các bạn. Eliminate, loại bỏ. We have birth controls. Birth controls or family planning. Ở trong một cái số tài liệu thì mình thấy người ta sử dụng từ family planning tương đương với nghĩa của birth controls, kiểm soát việc sinh đẻ hoặc là kế hoạch hóa gia đình. Mình có STD. STD là viết tắt của sexually transmitted disease, bệnh lây qua đường tình dục. Mình có động từ prevent, prevents, prevent somebody something from doing something, ngăn ai hoặc ngăn cái gì, đi với giới từ from, prevent somebody from doing something, ngăn ai đó làm gì, đồng nghĩa với động từ stop, stop somebody from doing something, right? Ở trong bài người ta dùng cụm từ là gì đấy? Prevent the spread, the spread, right, of STDs, ngăn cái sự lây lan của các bệnh qua đường tình dục. Mình có động từ advise, advise somebody to do something, nếu là dùng cấu trúc là advise somebody to do something thì mang nghĩa là khuyên ai đó làm gì. Ví dụ, the doctors advise the patients to have surgery. Bác sĩ khuyên bệnh nhân là gì đấy? Làm phẫu thuật. Right. Thế còn advise on something. Nếu nó đi với dưới từ on, advise on something, sẽ mang nghĩa là gì đấy? Tư vấn hoặc là hỗ trợ về vấn đề gì. Right. Ví dụ trong bài nó dùng cái động từ là advise nhưng đi với dưới từ on. Right. We can advise on a varieties of contraceptive methods. Chúng tôi có thể tư vấn về các cái biện pháp tránh thai khác nhau, đúng chưa? Các biện pháp tránh thai. Advise on. Tư vấn hoặc hỗ trợ về vấn đề gì. Đấy. So, như vậy thì trong bài hai cái câu cuối cùng, we can advise on a variety of contraceptive methods, including condom and the pill. Chúng tôi sao đấy? Chúng tôi có thể tư vấn về các biện pháp tránh thai gồm có hoặc là bao gồm condoms, sử dụng bao cao su hoặc là gì đấy, and the pill, thuốc uống tránh thai. Câu cuối cùng. If you or your partner, if you or your partner suffer from infertility, we can present you with treatment option. Right. Ở đây mình có từ danh từ fertility, infertility, tình trạng vô sinh, suffer from, suffer from. Nếu bạn hoặc là gì đấy, đối tác của bạn, đúng không? Bạn hoặc là gì đấy, your partners, partner ở đây nó có nhiều nghĩa lắm, nó có thể là gì đấy, boyfriends này, cũng có thể là husband, right? Đối tác, suffer from infertility, gặp tình trạng vô sinh, we can present you with treatment option, chúng tôi có thể đưa ra các cái gì đấy, các cái hướng điều trị, các cái hướng điều trị, các cái giải pháp, các cái hướng điều trị. Present you with treatment option. Chắc.
một bài này lượng từ mới với các bạn thế nào? Gần như từ mới hết quá. Yes. Lớp mình một số bạn thì học lâu rồi nhưng mà mình thấy là một số bạn nhất là một số bạn trẻ ra trường cách đây 1-2 năm chắc vẫn còn nhớ khá nhiều. Đấy. Mình hỗ trợ nhau thôi đúng không? Đấy. Những bạn khá hơn có thể hỗ trợ những bạn mà học lâu lâu rồi. So we move to the next part. Vocabulary phần 3 sẽ là phần về nhà cho các bạn. Bạn nào vừa hỏi mình câu hỏi gì nhỉ? Bạn nào vừa hỏi mình câu hỏi là fertilities với cả fertilization thì khác gì nhau à? Khác nhau, có khác nhau chứ. Fertilization nghĩa là sự thụ tinh, thế còn fertilities, fertility sẽ là khả năng có con, khả năng có con. Cái từ fertilities nó là gì đấy? It's a natural, it's a natural capacity, nghĩa là cái khả năng tự nhiên, cái khả năng tự nhiên của mỗi con người, right? Natural capacities, to conceive or to have a baby, Thế còn cái fertilization đó là sự thụ tinh, Thế còn fertility là gì đấy? Cái khả năng có con, right? Phần 3 vocabulary về nhà các bạn sẽ làm nhá. Các bạn nhìn cho mình sang phần tiếp theo này. Các bạn nhìn cho mình phần 4. Yes. Read the sentence pair and choose where the words best fits the blank. Number one, mình có từ gonad and reproductive system. Yes. Gonad là tuyến sinh dục đúng không? Còn reproductive system là hệ sinh dục. Right. So how about number 1A? Các bạn 1A, các bạn chọn từ nào? Reproduction system. Okay, it is important to keep the organs of the reproductive system healthy, right? Với những câu mà nó sử dụng gì đấy? Cái cấu trúc là it is important này. It is necessary, it is vital, it is gì đó. Để dịch cho nó thoát nghĩa thì các bạn dịch cái vế sau trước nhỉ? Dịch cái vế sau cái tu trước nhỉ? Sau đó các bạn mới dịch cái it is important sau, đúng chưa? Right. Ví dụ như trong câu này nhỉ? It is important to keep the organ. Như vậy thì mình hiểu là gì đấy? Keep the organs of the reproductive system healthy is important nhỉ? Để làm sao đấy? Giữ cho các cái cơ quan của hệ gì đấy? Hệ sinh sản làm sao đấy? Ý là gì đấy? Trong tình trạng tốt hoặc là khỏe mạnh là cực kỳ quan trọng, đúng chưa? Đấy. Câu số 2, 1B, như vậy thì 1B các bạn sẽ dùng từ gì đấy? Từ còn lại, đúng chưa? Gonad. Yes, gonad. The male and female gonad produce different sex cells. Cái tuyến sinh dục của nam và nữ, đúng chưa? Produce, different sex cell, các cái tế bào gì đấy, sinh dục nó khác nhau. Number two, mình có từ sexually active và birth control. Sexually active là gì đấy? Là người có hoạt động tình dục hoặc là đang trong cái độ tuổi có sinh hoạt tình dục. Sexually active. Number two, 2A, các bạn chọn từ nào? Every sexually active
Sexually active. Yes, every sexually active person should be aware of contraceptive use, right? Mình có tính từ aware, yes, to be aware of something, yes, có ý thức về cái gì, có nhận thức về cái gì đó, đúng chưa? Aware, danh từ là awareness, sự nhận thức. So every sexually active person, tức là những người trong cái độ tuổi sinh hoạt tình dục thì nên gì đấy? À, nên ý thức, nên ý thức hoặc nên nhận thức về cái việc sử dụng gì đấy, các biện pháp tránh thai, đúng chưa? Contraceptive use. Như vậy tương tự câu số 2B sẽ là gì đấy? Birth control, đúng chưa? Yes. There are several safe and effective methods of birth control. Ở đây mình có hai cái tính từ là gì đấy? Safe and effective, an toàn và hiệu quả. Safe and effective, safe and effective methods, các cái biện pháp an toàn và hiệu quả. Có rất nhiều những cái biện pháp tránh thai làm sao đấy, an toàn và hiệu quả. Birth control. Number 3, câu số 3, mình có từ condom và genitalia. Genitalia. 3A. Ba A, condom. Condom, right? Condom. STD transmission. Using a condoms, reduce, reduce. Chủ ngữ của câu này là gì đấy? Using a condoms, khi các bạn sử dụng, khi các bạn sử dụng động từ, động từ đứng làm chủ ngữ cho câu, các bạn sẽ biến nó thành gì đấy? À, các bạn thêm đuôi in cho nó để biến nó thành một dạng mình gọi là danh động từ, đúng chưa? Giống như kiểu là học tiếng Anh thì rất là dễ, đúng chưa? Learning English is easy chẳng hạn, đúng chưa? Đấy. Như vậy thì lúc này mình biến cái động từ, mình thêm cái đuôi in cho động từ learn, đặt nó đứng ở đầu câu, biến nó thành chủ ngữ, khi nó thành chủ ngữ rồi, thì mình mặc định nó trở thành như một danh từ rồi, đúng chưa? Đấy. Cũng giống như trong trường hợp này, using a condoms, sử dụng gì đấy, bao cao su, reduce, reduce, but does not eliminate the chance of STD transmission. Ở đây mình có động từ eliminate, loại bỏ, loại bỏ. Chỉ làm giảm thôi, đúng chưa? Using condom chỉ làm giảm thôi, chứ không loại bỏ cái khả năng bị gì đấy. À, khả năng lây lan, lây lan của cái STD. The chance of STD transmission. Như vậy tương tự, number 3B sẽ là it is important to have your genitalia examined at regular checkups. Regular checkups là khám sức khỏe thường xuyên. Ở đây mình có cái cấu trúc là have something done. Các bạn có nhớ cái cấu trúc này không? It is important to have your genitalia examined at regular checkup. Mình có tự khám cho mình được không? Không. Mình phải đến bác sĩ sản. Bác sĩ sản, bác sĩ phụ khoa để khám cái gì đấy? Cái genitalia, cái bộ phận sinh dục ngoài của mình, đúng chưa? Đấy. Cái mà mình không tự làm được mà mình phải nhờ người khác làm. Đấy. Cũng giống như là gì đấy? Khi bạn nói là tôi sắp rửa đi, tôi chuẩn bị đi cắt tóc đây. Tôi chuẩn bị đi may quần áo đây. Là những việc mà bạn không tự làm được. Bạn phải đi ra hàng để cắt tóc, đúng chưa? Có thợ cắt tóc. Hoặc là bạn gì đấy, bạn phải đến tiệm may để may quần áo. Cũng giống như là nói là gì đấy? Dạo này thấy hơi khó thở, ngày mai tôi phải đi gì đấy? À, ngày mai tôi phải đi chụp x-quang, cái x-quang tim phổi chẳng hạn, x-quang phổi chẳng hạn, đúng chưa? Thì tôi sẽ nói như nào? Mình có cấu trúc là gì đấy? Have something, cộng với động từ phân từ 2, đúng không? Have something, cộng với gì đấy? Be to, yes.
cộng với động từ dạng phân từ hai nhá. Yes. Ví dụ nhá, yes. Ngày mai tôi phải đi chụp x quang, ngày mai tôi phải đi chụp x quang phổi đây, dạo này thấy khó thở quá đúng không? Yes. I am going to have. Yes. Cô chia sẻ cái màn hình cô đánh chữ đi ạ. À, mình đánh một phần chat cho các bạn đấy. Ở trong phần chat. Yes. Cấu trúc là gì đấy? Yeah. Have này cộng với something này, yeah. Cộng với động từ dạng phân từ hai, yeah. Phân từ hai. For example, ví dụ I'm going to have my lungs x-rayed tomorrow, yeah. Ngày mai tôi phải đi chụp x quang phổi, yeah. Because I have breathing troubles, yeah. I have breathing trouble. So I'm going to have my lungs x-rays tomorrow, right? Thấy hơi khó thở. Yeah. Mai chụp đây. Yeah. Có tự chụp được không? Yeah. Không. Yeah. Phải đến kỹ thuật viên mới chụp được chứ, đúng không? Tương tự như cái câu là gì đấy? Câu ở trong cái câu số 3 trong bài. It is important to have your genitalia examined at regular checkup. Yes. Kiểm tra hoặc là gì đấy, kiểm tra cái bộ phận sinh dục ngoài, yes. Khi đi khám sức khỏe định kỳ ấy, yes, là điều rất là quan trọng, đúng chưa? Yes. Mình không tự kiểm tra được mà phải đi gì đấy, phải đến bác sĩ, đúng chưa? Yeah. So have your, yes, cấu trúc là have này, something ở đây chính là your genitalia, yeah. Động từ dạng phân từ hai chính là examined, yeah, at regular checkups. Yeah. Next part. So look at part 6 and 7. Nhìn cho mình sang phần 6 và phần 7. Listen to a conversation between a doctor and a patient and choose the correct answer. Yes. But we will listen to part 7, yes, before part 6. Yeah. Mình sẽ làm phần 7. Yeah. Trước khi làm phần 6. Yes. Các bạn ý nhé. Yes. Ở trong này chỉ là một đoạn nó trích ra thôi. Yeah. Vẫn còn thiếu. Yeah. Vẫn thiếu cái câu mở đầu. Yeah. Thiếu câu mở đầu và thiếu mấy câu cuối. Yes. Yes. Yeah. Look at my screen, các bạn nhìn trên màn hình của mình. Yes. Mình đang chia sẻ cho các bạn cái đoạn cuối của cái đoạn hội thoại đó. Cái đoạn hội thoại trong sách của các bạn. Yes. Nó chỉ là phần trên thôi. Yeah, phần trên. Yeah. Và cái đoạn ở trên màn hình của mình là phần nối vào đoạn đó. Yeah, phần nối vào đoạn đó. Yes. Và ở đây mình cũng để cho các bạn ba cái chỗ các bạn cần điền. Yeah. Ba chỗ các bạn cần điền. Cái hội thoại trong sách của các bạn là dừng ở chỗ điền số 6. Đấy. Và ở đây mình để cho các bạn thêm 3 chỗ điền nữa là 7, 8 và 9. Các bạn có thể chụp lại nhờ. Sau đó các bạn nghe cả đoạn luôn nhờ. Và điền cho mình từ coi như là từ number 1 to number 9. Từ 1 đến 9. Thế. Được chưa? Yes. So let's start. Nhờ. Các bạn sẽ nghe nhé. Ngữ cảnh của bài yes, a conversation between a doctor and a patient. Yeah. Tôi có thể quay lại cái màn hình trước của cô được không ạ? Bởi vì em muốn chụp lại, bởi vì em chưa chưa sách ạ. Các bạn muốn cái màn nào? Màn sách mà từ 1 đến 6 ạ. Từ 1 đến 6 ạ. 1 đến 6 à? Dạ. Đây, 1 đến 6. 1 đến 6 đây.
Yes. Finish, được chưa? Được rồi, em cảm ơn cô. Okay. Exercises 6 and 7, page 15. Okay, Ms. Ryan, I have a few questions before we get started with your physical exam. Oh, sure. What do you need to know? Let's see. First, are you sexually active? Yes, I am. And do you use contraceptives? Well, I try to. Try to? Well, I use them most of the time. Ms. Ryan, it's very important for you to use a contraceptive every time. If you don't, you could end up with an unwanted pregnancy, and you're putting yourself at risk for STDs. I know. I guess sometimes I just forget. I see. So you forget your birth control pill, or you forget to use a condom. Condoms. I don't take birth control pills. Well, you should use one every time you have intercourse. But I'm going to recommend another form of birth control, too. Exercises 6 and 7. Page 15. Okay, Ms. Ryan, I have a few questions before we get started with your physical exam. Oh, sure. What do you need to know? Let's see. First, are you sexually active? Yes, I am. And do you use contraceptives? Well, I try to. Try to? Well, I use them most of the time. Ms. Ryan, it's very important for you to use a contraceptive every time. If you don't, you could end up with an unwanted pregnancy, and you're putting yourself at risk for STDs. I know. I guess sometimes I just forget. I see. So you forget your birth control pill, or you forget to use a condom. Condoms. I don't take birth control pills. Well, you should use one every time you have intercourse. But I'm going to recommend another form of birth control, too. Yeah, so what are your answers? What are your answers? Các bạn có nghe được không? Yes. Yes. Cô nó bị mất một đoạn hay sao? Mất một đoạn. Yeah, đúng rồi. Nó mất hai câu đầu. Yeah. Nó bị mất hai câu đầu. Nó không có ở trong đấy. Thế còn đoạn cuối thì mình đã gửi cho các bạn rồi. Đoạn cuối mình gửi cho các bạn kèm với ba chỗ điền rồi. Ba chỗ cần phải điền rồi. Yes. Okay. Yes. Mình sẽ cho các bạn nghe lại hai cái câu đầu trước khi nó bắt đầu vào chỗ let's see. Yes. Nhưng mà hai câu này nó cũng không nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái nội dung của bài nhiều lắm. Yes. I have a few questions for you. I have a questions for you. Yeah. I have a lot of questions for you. Rất nhiều câu để hỏi. Yeah. Em nghe là a few. Yeah. Nghe xem a few hay a lot. Yeah. Exercises 6 and 7, page 15. Okay, Ms. Ryan, I have a few questions before we get started with your physical exam. Oh. Yes. Đúng rồi, a few. Ở đây mình có cái từ physical exams. Yeah. Khám thôi. Yeah, physical exams. Mình gọi là khám thực thể ấy nhé. Physical exams, yeah. Okay, Miss Ryan, I have a few questions before we get started with your physical exams, yeah. Có vài câu hỏi trước khi bắt đầu tiến hành khám đúng chưa? Đấy. Xem bài trả lời như thế nào. Few questions before we get started with your physical exam. Oh, sure. What do you need to know? Oh, sure. Yeah, oh, sure. What do you need to know? Yes, what do you need to know? Yes, bác sĩ muốn biết gì? Yeah, oh, sure. What do you need to know? Yeah. Okay. So, number one,
Let's see. First, are you sexually active? Sexual active á? Sexually active. Đúng rồi, cái từ mình đã học ở trong bài rồi. Yes. Are you sexually active? Active, yes. Các bạn khác có tự biết được từ đó không? Yes, đúng rồi. Are you sexually active? Yeah, are you sexually active? Yes, I am. And do you use contraceptives? And yes. Bạn đã đánh được cái từ đầu tiên rồi đấy. Sexually active. Yes. Từ số 2 là gì đây? Yeah. Use. Yeah. Contraceptives. Yeah. Use contraceptive. Do you use? Yeah. Contraceptive. Yeah. Well. Yes. Number 3. I try to. Yeah. I try to. Yeah. Cũng cố đúng chưa? Well, I try to. Most of the time. Okay, yes. Thanks, Minh Ngọc. Yes. You help me a lot. Number 4, most of the time. Miss Ryan, it's very important for you to use a contraceptive every time. If you don't, you could end up with number 5. Unwanted pregnancy. Right, yes, unwanted pregnancy, yes. Bạn Duy Cương đã đánh ở trên phần chat cho các bạn rồi. Yes, number 5, unwanted pregnancy. And you are putting yourself at risk for STD, yes. Ở đây mình có cái động từ là end up with something, yes. Và gì đấy? À, sẽ gặp cái hậu quả là cái gì đó, đúng chưa? Yes. Còn mình có cấu trúc là gì đấy? Put yourself at risk for something, yes. Đặt bản thân mình, yes. Đặt bản thân mình có nguy cơ bị gì đó, đúng chưa? Yes. Put yourself at risk. At risk là nguy cơ, yes. Đặt bản thân mình vào cái nguy cơ là gì đấy? À, mắc các cái bệnh STD. Right. Number 6. Yeah. Number 6. I know, I guess that sometime. I just forget pills. Đúng rồi. I just forget. Yeah, chính xác. Number 6 là I just forget. Yeah. Number 7 là gì đây? Number 7. Birth control pill. Yes. Để mình nhìn lại. Right. Birth control pill. Right. I see. So you forget your birth control pill. Yeah, birth control pill. That's right. Birth control pill. Okay. Or you forget to use condom. Number 8. Condom. Có để số nhiều hay số ít? Số nhiều cô ạ. Số nhiều. Right. Chính xác. Condoms. I don't take birth control pills, yeah. Doctor, well, you should use one every time. You have number 9. Intercourse, yeah. Right? Number 9, yeah, that is intercourse. But I'm going to recommend another form of birth controls too, yes. To recommend, yeah, giới thiệu. Hoặc là gì đấy? Khuyến cáo, yes, recommend. I'm going to recommend another form of birth control. Yeah. Ngoài cái gì đấy? À, ngoài condoms và gì đấy? Yes. Birth control pills ra thì gì đấy? I'm going to show you or to recommend some other forms of birth controls. Right. Yeah. Các bạn khác, các bạn có nghe được không? How about others? Các bạn có nghe được không? Nghe được ít lắm cô ạ. Nghe được ít à? Yes. Bây giờ có tất cả các từ rồi, nghe lại một lần nữa nhé. Yeah. Lắp tất cả các từ vào rồi. Yeah. Nghe lại. One more time.
Exercises 6 and 7, page 15. Okay, Ms. Ryan. I have a few questions before we get started with your physical exam. Oh, sure. What do you need to know? Let's see. First, are you sexually active? Yes, I am. And do you use contraceptives? Well, I try to. Try to? Well, I use them most of the time. Ms. Ryan, it's very important for you to use a contraceptive every time. If you don't, you could end up with an unwanted pregnancy. And you're putting yourself at risk for STDs. I know. I guess sometimes I just forget. I see. So you forget your birth control pill. Or you forget to use a condom. Condoms? I don't take birth control pills. Well, you should use one every time you have intercourse. But I'm going to recommend another form of birth control, too. Yes. Is it sounds better? Yes. Nghe có khá hơn chút nào không? Don't say no. Yeah, các bạn đừng nói no. Mình lại buồn. Okay. So, yes. Ở đây các bạn lưu ý có yes. Cái phần ngôn ngữ trong cái bài nghe này, các bạn để ý là there are some phrases, yes, that can be used, yeah, when you want to stress a point, yeah. Khi bạn muốn nhấn mạnh vào một cái quan điểm nào đó, yeah, when you want to stress a point, nhấn mạnh vào một quan điểm nào đó, thì bạn cứ sử dụng cái ngôn ngữ như thế nào? Đấy. Ví dụ ở đây trong cái trường hợp là gì đấy? Bác sĩ nói với cái là gì đấy? It's very important for you to use a contraceptive every time, yeah, every time. Yes. If you don't, yes, you can end up with an unwanted pregnancy, yes. Sử dụng cái gì đấy? Các cái biện pháp tránh thai là cực kỳ quan trọng, yes. Nếu không dùng thì sẽ xảy ra hậu quả gì, đúng chưa? If you don't, yes, you could end up with unwanted pregnancy, yes. Vậy dọa thêm một câu nữa là gì đấy? You are putting yourself at risk for STD, yes. Và tự đặt bản thân mình vào cái chuyện gì đấy, vào cái nguy cơ là mắc các bệnh gì đấy, truyền nhiễm, STD, đấy. Như vậy thì mình thấy các bạn có thể sử dụng là gì đấy, cấu trúc có thể sử dụng ở đây đó là gì đấy, it is important, it is important to, if you don't, ngoài ra còn có thể sử dụng một số cấu trúc khác, như là don't forget, to use birth control pills every day. Yeah. Đừng có quên làm việc gì đó. Yeah. Hoặc là remember to. Yes. Hãy nhớ làm việc gì đó. Right. Hoặc là gì đấy. It is dangerous. Yeah. It is dangerous. Yeah. Thật là nguy hiểm nếu mà không gì đấy. Không sử dụng các biện pháp tránh thai chẳng hạn, đúng chưa? Yeah. Thay vì nói là it is important for you to, thì bây giờ mình có thể nhấn mạnh hơn một cách là gì đấy. Yes. Dùng cái cấu trúc là gì đấy? Yes. It is dangerous. Yeah. It is dangerous not to use contraceptive methods every time you have sex, chẳng hạn. Đấy. Hoặc là gì đấy? Yes. There are serious consequences for. Yeah. Mình có từ consequences, hậu quả. Ví dụ. Yes. Yes, there are serious consequences for yes, có thể dùng cái cấu trúc này hoặc là gì đấy thay vì nói là it is important thì dọa luôn là gì đấy it is dangerous nhưng phải là dọa. Đây là gì đấy? Nhấn mạnh quan điểm thôi nhá. Yeah. Nói dọa thì nghe ghê quá. Yes. It is dangerous. Ôi, từ dangerous viết như thế nào? Oh, yeah. It is, yeah. It is, yeah. It is dangerous. Yes. Đây rồi. Yeah. It is dangerous. Yeah. It is dangerous. Yes. Not to use contraceptive method.
trong cấu trúc nhờ khi mình dùng, khi mình muốn nhấn mạnh quan điểm nhờ, nhấn mạnh quan điểm nhờ, mình có thể nói là gì đây? It is important nhờ, it is necessary nhờ, it is vital to nhờ, hoặc là gì đấy? It is dangerous nhờ, hoặc là gì đấy? There are serious consequences nhờ, if nhờ, sẽ có những hậu quả rất là nghiêm trọng nếu như bạn không gì đó đấy. Yeah. Look at my screen. Yeah. Trên màn hình của mình có 3 câu hỏi. Yeah. Trả lời cho mình 3 câu hỏi trên màn hình dựa vào nội dung bài nghe. Yeah. Question number 1. Question number 1. Number 1. What could happen if the patient doesn't use contraception? If the person doesn't use contraception, he or she could end up with an unwanted pregnancy. Right. She could have an unwanted pregnancy. Or putting her or himself at risk of STDs. Right. So, if the patient doesn't use contraception, she could have an unwanted pregnancy or get STDs. Right. Sẽ có hai hậu quả xảy ra là gì đấy? Unwanted pregnancy, mang thai ngoài ý muốn. Hoặc là gì đấy? Yeah. She may get STD, yeah. Mắc các bệnh lây truyền. Yeah. Sexually transmitted disease, right? About number 2, what forms of contraception does the patient use? What form? She uses condom. Yeah, she uses condom. Yeah, she uses condom. Yeah. Mà này chỉ có dùng thôi, dùng mỗi gì thôi, condom thôi. Mà lúc nhớ lúc quên đúng không? Yeah. Number 3, how often should the patient use a condom? Most of the time. Most of the time. Yes. She should, yeah, she should use a condom every time she has what? Intercourse. Intercourse, yeah. So she should use condom every time she has intercourse, right? Quay trở lại với phần 6 nhờ, trả lời cho mình hai câu hỏi phần 6. Yes. What are the speaker mainly talking about? Yeah. And what is true of the woman? Yes. Question number 1. The speaker mainly talking about the importance of the contraceptive. Nice. Yes. They talk about the importance of contraceptive, right? The importance, tầm quan trọng của, contraceptive, các biện pháp tránh thai, or birth control methods, right? Còn different types of STD có không? Không có. How to use contraceptive? Yes, no. So they do not mention about the ways of using contraceptive. Yeah. Không đề cập đến cách sử dụng như thế nào. Yeah. Không phải là the result of a pregnancy test. Yeah. Kết quả của thử thai không có. Yeah. Pregnancy. Yeah. Pregnancy test không có. Right. So, yes, they talk about the importance of contraceptive, yes, because the doctor said that, if the patient don't use any contraceptive, she may get unwanted pregnancy, STD, right? So, how about number 2? Câu số 1, các bạn chọn đáp án là D nhé. Tầm quan trọng nhé. Đoạn hội thoại này, hai người chủ yếu nói về gì đấy? À, tầm quan trọng của các biện pháp tránh thai
Yes. How about number two? What is true of the woman? She does not take birth control pills. Yeah, that's right. She does not take birth control pills. Yeah. Bài nói ở câu nào? I don't take birth control pills. Yeah. Condoms. Yeah. Akasua? No. Yes. I don't. Yeah. I don't take birth control pills. Tôi không dùng. Yeah. Tôi không dùng các loại thuốc tránh thai. Yes. She's not sexually active. Yeah. Câu này không đúng. Yeah. Bởi vì bà nói là gì đấy? Yes. She is a. Yeah. She is a sexually active. Yeah. Always use contraceptive. Yes. No. Yeah. Bài lúc nhớ lúc quên. Yeah. Thế còn recently contracted ha. À đây mình có ở C nhờ. C mình có động từ là contract nhờ. Contract là nhiễm nhờ. Nhiễm bệnh gì đó nhờ. Nhiễm một căn bệnh gì đó. She recently contracted an STD nhờ. Gần đây bị nhiễm một căn bệnh gì đấy nhờ. Lây qua đường tình dục. Contract. Contracted right. Không phải. So D nhờ. D is correct nhờ. Đáp án là D. Right. Yes. Are you hungry? Very hungry. Yes. Yes. So hungry. Yes. Nhìn thấy chữ hungry ở trên trán rồi. Hai bữa sau học mượn muộn hơn cô nhỉ? Hả? Hai bữa sau học muộn hơn sau khi ăn tối. Thế lúc đấy phòng sau đại học đóng mất Zoom lại. Hình như lúc học muộn muộn ạ. Lớp nào? Lớp Pháp ấy, hình như học muộn hơn. Sao? Yeah. Em cũng không rõ. Mình học sớm. Cô có thể học đẩy lên sớm khoảng nửa tiếng, khoảng 5 giờ được không? Yeah. 5 giờ? 5 giờ? Mình sợ. À, 5 giờ không được. 5 giờ lúc đấy phòng Zoom chưa mở. Đó. Vì còn vướng của lớp khác nữa. Một cái lớp khác nó kết thúc vào tầm hơn 5 giờ. Yeah. No, no, đừng học muộn. Đúng rồi, no, no, đừng học muộn. Yeah. Nếu các bạn ở nhà chuẩn bị trước thì mình lúc mà học cũng nhanh hơn. Đấy. Ok, so we stop here. Yes. Stop here. Good night. Good night. I'm hungry now. Good night. Good night. Goodbye, teacher. Yes, goodbye. Bye, teacher. Yeah, see you next week. Goodbye, teacher. Yeah, goodbye.